Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, trước tình trạng nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đã có một số vụ cháy rừng xảy ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm tra ra soát lực lượng, phương tiện, vật tư, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ, sát thực tiễn, đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra, có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ra soát chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu. Tin an ninh trả tự, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam Trần Thanh Phong và Nguyễn Văn Đức là nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định ông Phong trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mái Dầm, cũng như ông Đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn và sau khi được bổ nhiệm là Phó Chủ tịch vào cuối năm 2020, đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền tạo điều kiện để Huỳnh Ngọc Dũ, cựu Phó Tránh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang, bán các suất tái định cư không có thật, chiếm đoạt 15 tỷ đồng của 22 người. Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc vừa phát hiện triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trong khu nhà dãy được xây dựng kiên cố. Công an thị xã Buôn Hồ phát hiện tại khu vực dãy của Võ Văn Thao ở phường Thống Nhất có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Thao cùng 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xì tố. Tại hiện trường, thu giữ 135 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc. Phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Hoài Đức Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Chu Đình Chi, sinh năm 1990 hộ khẩu thường trú tại thôn Lưu Khê, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đối tượng này có sẹo chấm cách 1,5 cm trên trước đầu mắt phải. Cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã của công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội là đối tượng Trần Công Danh, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Hờ Bông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Còn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Đặng Thị Hương, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại thôn Cao Minh, xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, có nốt ruồi cách 3 cm trên sau cánh mũi phải. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện